Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái Postgres SQL email. Thì các bạn có thể vô Google và các bạn vô cái trang là hub.docker.com. Đó thì các bạn đi xuống đây. Thì đây thì nó có cái Postgres này. Thì ở trên này nó hỗ trợ rất là nhiều cái kiểu khác nhau, ví dụ Postgres này hoặc là MySQL này, rồi MariaDB này. Rồi ví dụ như các bạn muốn cài đặt một cái gì đó, ví dụ như là MongoDB chẳng hạn, thì các bạn có thể search ở trên đây. Đó thì các bạn có thể xem đấy, đây nó cũng support MongoDB này, rồi chẳng hạn như là Kafka chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi muốn search Apache Kafka gì đó. Đây này, cái Apache Zookeeper này nó mới chạy Kafka này. Hoặc là ví dụ các bạn muốn chạy Tomcat à, đây nó cũng có Tomcat rồi, Maven nó cũng có rồi này. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ đi cài đặt cái Postgres SQL, thì các bạn có thể vô cái mục này này. Đó, để xem này. Và các bạn nếu mà muốn cài đặt MySQL thì các bạn vô đây để xem này. Đó, ở đây nó giới thiệu ví dụ MySQL là gì này. Rồi cách cài đặt một cái container này thì như thế nào, thì ở đây đây nó có cái next để mà cài đặt một cái container của thằng MySQL này. Rồi hoặc là các bạn muốn cài đặt Postgres SQL thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt cái Postgres SQL này. Đó thì nó cũng giới thiệu Postgres SQL là gì này, rồi how to use email này. Rồi nó có kêu là các bạn gõ cái lệnh này để mà cài đặt Postgres này. Tôi sẽ copy cái command line này và tôi sẽ đi cài đặt. Thì tôi sẽ sửa lại cái name của nó, là cái name của trong ví dụ là sum Postgres này, thì tôi sẽ sửa lại thành demo. Rồi tôi theo tôi sẽ sửa lại cái chỗ password thành cái password của tôi. Chẳng hạn như cái password của tôi là tôi muốn set là 1256 x nhỏ a cộng x lớn. Rồi tiếp theo thì tôi muốn thêm cho nó cái thêm số là cái port. Thì tôi sẽ là 5432. Đó, tôi sẽ thêm cho nó cái là cái port như vậy. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này thì tôi muốn cho nó thêm cái tab tab là on file. Thì cái tab này các bạn có thể đọc ở đây, đây là mấy cái top on file của nó, thì tức là tôi muốn cài đặt cái Postgres này ở cái phiên bản minimum thôi. Còn nếu mà muốn cái phiên bản mới nhất thì các bạn thêm cái tab là native cho đó. Thì tôi sẽ cho nó là on file đây, rồi tôi nhấn enter. Chỗ này tôi nhấn Allow Access. Rồi nó đã báo download được cái email như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ gõ xem là có cái container nào đang chạy không. Thì tôi sẽ gõ là Docker PS. Đó thì bây giờ nó có một cái email là Postgres đang chạy như vậy. Đó. Đó như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là download và cài đặt cái Docker email của thằng Postgres success. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi lại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.